cho phép được yêu, cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Thưa quý vị và các bạn, rất cảm ơn quý vị khán giả đã nhớ khung giờ quen thuộc này để ngồi trước màn ảnh nhỏ để chúng ta cùng bắt đầu đến với chương trình Cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Bao cao su Tam Thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Thưa quý vị, Cho phép được yêu là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện, và khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi luôn luôn và luôn luôn đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay có sự góp mặt của 4 vị phụ huynh và 4 chàng trai dễ mến. Đầu tiên là mẹ Lệ Thủy, con Lương Vĩ, mẹ vui tính, con năng động. Thứ hai là ba Thanh Hồng, con Thế Vũ, ba Điềm Đạm, con mạnh mẽ. Thứ ba là mẹ Hồng Điệp, con văn minh, mẹ Diệu Hiền, con chỉnh chu. Cuối cùng là mẹ Kim Liên, con bình minh, mẹ trẻ trung, con hiếu thảo. Bốn gia đình quá là dễ thương thưa quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình theo dõi đoạn video clip về nữ chính hôm nay. Phan Thị Thùy Trang, cô gái 29 tuổi, cực kỳ quyến rũ và xinh đẹp, sở hữu thần thái lạnh lùng và sang trọng. Thùy Trang đã từng đạt danh hiệu Hoa hậu biển Việt Nam quốc tế 2018. Từng là du học sinh 2 năm tại Úc, Thùy Trang trở về nước và trở thành một tiếp viên hàng không. Sau đó nhờ cơ duyên dẫn cô đến với con đường nghệ thuật. Trải qua 3 mối tình với những kết thúc không mấy tốt đẹp, Thùy Trang đã rút ra cho mình những bài học quý giá. Cô quan niệm rằng khi yêu, bản thân đừng quá hy vọng vào nhiều thứ tốt đẹp. Đừng để lý trí bị mờ đi bởi những thứ màu hồng, để rồi cuối cùng hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng lớn. Đến với Cho phép được yêu hôm nay, Thùy Trang mong muốn có thể tìm cho mình một người đàn ông có bản lĩnh, tạo được cảm giác tin tưởng và là một người đàn ông thật trưởng thành. Nào, hãy cùng chào đón Phan Thị Thùy Trang đến với sân khấu của Cho phép được yêu. Wow. Và bây giờ mời quý vị cùng hướng mắt về cánh cửa kia để chào đón Hoa hậu biển Việt Nam quốc tế 2018 Linh Trang. Xin mời. Cho phép được yêu. Xin phép anh Hiếu, em được gửi lời chào đến gia đình đàn trai. Dạ, con chào mọi người ạ. Cũng xin gửi lời chào đến các bạn khán giả đang xem đài, cũng như là các bạn khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ. Giữa chị Trang với Trâm thì mình biết với nhau là 10 năm rồi, hơn 10 năm rồi, đúng rồi, học chung với nhau, chơi chung với nhau và đi làm chung với nhau, tiếp xúc rất là nhiều. Cho nên là khi mà biết chị Trang không được may mắn trong chuyện tình cảm, thật sự là nghe rất là xót luôn á. Đó. Bây giờ mình đi sâu hơn một tí xíu nữa là em không biết là trong 3 mối tình đó thì cái mối tình nào làm cho chị cảm thấy là đau đớn nhất? Nếu mà tại sao mình lại chia tay? Nếu gọi mà đau đớn nhất là mối tình cuối cùng. Dạ. Là lúc đó là chị du học Úc. À, đi du học Úc cho nên là chia tay. Không, bạn đó cũng ở bên Úc luôn. Dạ. Mối tình đó kéo dài 6 năm. Wow. 6 năm. 6 năm. Chính xác là 6 năm 7 tháng. 3 năm đầu rất là hạnh phúc. 3 năm đầu rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Nói chung là màu hồng rất là nhiều. Sau đó, sau 3 năm đó, quan điểm của em lại khác, quan điểm của bạn em lại khác. Dạ. Cho nên
cái mối tình đó làm thay đổi quan điểm của em là đừng nên đặt nhiều cái màu hồng quá. Vẫn tin tưởng là tình yêu đó đẹp. Mình yêu thì mình cứ trao hết lòng, vẫn đẹp. Nhưng mà cái màu hồng đó mình nên giảm một ít lại. Dạ. Vậy thì ngày hôm nay Linh Trang đứng ở đây đã đầy đủ bản lĩnh để sẵn sàng mở cửa trái tim mình ra để chào đón một chàng trai mới đến với mình hay chưa? Em đã sẵn sàng. Đã sẵn sàng. Một trong đó thật lớn ạ. Hôm nay Linh Trang đến đây với ai? Đến với chương trình ngày hôm nay thì em đến cùng với mẹ. Mẹ. Và một người chị được mẹ tin tưởng và cũng coi như là mẹ cũng hâm mộ về cái độ nhảy trong chuyện tình cảm của chị này. Đó là nữ hoàng truyền cảm hứng chị Vân Anh. Dạ, không có xa lạ trong những giới truyền cảm hứng, giới học thức. Và đặc biệt là làm một người phụ nữ, đại diện tiếng nói cho những người phụ nữ tự chủ bản thân, làm giàu bằng bản thân mình và không đầu hàng trước số phận. Và người thứ ba là ai? Người thứ ba là một người bạn rất thân với Trang. Đó là người mẫu Mít Nguyễn. Mít Nguyễn? Dạ. Vâng, thưa quý vị, không còn xa lạ nữa. Vậy thì chào đón hội đồng gia đình nhà gái. Xin mời. Rồi đây, thưa quý vị, bây giờ mời mẹ lên tiếng trước. Dạ. Mẹ là Võ Thị Xuân Đào, quê An Giang. À, mẹ của Hoa hậu biển Phan Thị Thì Trang, tự là Linh Trang. Dạ. Yeah. Rồi tiếp theo, chị Vân Anh ơi, hôm nay rất là vinh dự được gặp chị ngay tại sân khấu này. Lý do tiên quyết vì sao chị góp mặt tại đây? Lời đầu tiên thì cho con xin được gửi lời chào đến hội đồng các phụ huynh cũng như là tất cả các khán giả hiện tại đang theo dõi chương trình tại trường quay và tất cả những fan cứng mà theo dõi chương trình Cho Phép Được Yêu ở trên kênh HTV7 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vân Anh từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh với một cái tiếng gọi của mẹ Đào. Và mẹ Đào thì là một người khách hàng của Vân Anh. Và trong cái quãng thời gian mà hai mẹ con trò chuyện với nhau thì mẹ Đào có mời Vân Anh là vào trong Thành phố Hồ Chí Minh làm cố vấn cho chị Linh Trang ngày hôm nay đến với chương trình để chọn được một chàng rể tuyệt vời cho mẹ. Thú vị, quá là tuyệt vời. Còn riêng với Mít Nguyễn, em liên quan đến gia đình ta mà đến đây đấy. Dạ, em cũng không nghĩ một cơn gió nào thổi em đến một cái chương trình mà hẹn hò như thế này. Bởi vì trước giờ em không nghĩ là em được hẹn hò ké. Thật sự mối quan hệ giữa em và Linh Trang là như thế này. Em và cô gái này là hai người thân, rất thân với nhau. Tụi em đã từng cùng ăn, cùng uống, cùng học tập, cùng làm việc. Tất cả mọi thứ trong đời của Trang đã trải qua, em đều có mặt ở đâu đó. Và em nhìn thấy nó. Và tất nhiên ngược lại em cũng như vậy. Cho nên ngày hôm nay em muốn đến đây để cùng người bạn của mình tìm ra cho cô ấy một cái bến đổ. Mong là nó sẽ là tốt nhất. Bởi vì em cũng không muốn người bạn của mình cứ đổ ở nhiều bến. Bởi vì nếu đúng đổ rồi, sai bến em sẽ đến để giờ đi bến khác. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng. Hãy cùng bắt đầu ngay vòng đầu tiên của chương trình Cho Phép Được Yêu. Cho Phép Được Yêu. Ở vòng đầu tiên này, lần lượt từng vị phụ huynh sẽ đưa ra một từ khóa đặc trưng về con trai của mình để gây ấn tượng với gia đình Thùy Trang. Liệu vị phụ huynh nào sẽ là người khôn khéo, ghi điểm trong mắt nhà gái? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá nào. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về gia đình đầu tiên. Cô ơi, không biết là cô sẽ dùng một cái từ khóa nào để mà nói về con của mình? Cô sẽ dùng từ khóa là ngọt. Ngọt à? Chết luôn, mật ngọt là chết rồi luôn. Ngọt ngào. Ngọt ngào. Mật ngọt chết rồi. Mật ngọt chết rồi. Ngọt trước cay đắng sau đó. Ngọt trước cay đắng đó. Là hồi đó em cũng bị vậy đúng không? Dạ, hồi đó em bị vậy đó. Cho ngọt nên trước giờ là cũng cay sau đúng không? Mời mẹ Thủy hãy cho chúng tôi biết từ khóa ngọt này cụ thể là ngọt cái gì? Từ ngọt nãy là tại vì á con của chị á là có giọng ca cái lương rất là ngọt ngào dễ thương nên á chị mới chọn từ ngọt. Dạ, em là nghệ sĩ luôn ạ. Em đang đi học năm thứ hai đại học sân khấu. Dạ. Con có một câu hỏi dành cho cô, đó là sinh viên năm hai rồi thì có bao giờ chàng trai đó biết sử dụng cái tài năng vốn có trời cho để kiếm được kinh tế cho chính bản thân mình chưa? Lúc con cô á thì là cũng mới đây thôi,
học vô nghề là cũng mới đây thôi. Thì lúc rài cũng có đi lai ra như là mấy cô chú á, và dẫn dắt cho con của cô á đi hát như đi show như ca chùa hoặc này kia đó. Dạ. Làm những việc gì mà có ca hát là mấy cô chú có dắt con của cô đi. Tuyệt vời ạ. Trước khi mà bạn đến với cái việc học đó đó, thì bạn đã có bao giờ tâm sự với cô về nghề nghiệp và những cái hướng đi mà bạn muốn làm và sẽ làm chưa cô ạ? Trước thì cháu chỉ lo là công việc là học hành thôi, cố gắng học tập thôi. Sau này thì cháu mới có ý nghĩ là cháu sẽ đi theo nghề của ba của cháu. Vậy là theo hướng cải lương là nghề gia truyền? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Xin phép cho Hiếu được hỏi quý danh của chú ở nhà làm nghệ thuật tên gì không ạ? Ba của Lương Vĩ là nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng. Nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng là một cây đa cây đề của bộ môn nghệ thuật cải lương chúng ta. Một nghệ sĩ tên tuổi thưa quý vị, chứ không phải là một nghệ sĩ bình thường. Dạ. Và bây giờ sẽ là gia đình thứ hai. Dạ chú ơi, một từ khóa thật là ấn tượng. Từ khóa của con trai chú là từ bình. Bình. Dạ. Bình thường hay là bình yên? Bình, bình. Bình giữ nhiệt. Từ bình ở đây có nghĩa là bình yên, bình an. Tức là khi mình làm cha thì mình bao giờ cũng muốn cho con cái của mình được bình yên, bình an. Thì đối với con trai của tôi thì bản tính có rất là bình tĩnh. Bình tĩnh nhưng mà rất tự tin. Nhưng mà tự tin không có nghĩa tự cao. Dạ, đồng ý. Nói chung mình cũng nói cho các bạn biết thì con trai mình là năm nay 22 tuổi. Đang là sinh viên năm cuối của ngành ngôn ngữ Anh của Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Mà đặc biệt thì Thế Vũ là năm nào cũng hầu như từ năm 3, năm 4 thì đều là được xuất học bổng đi du học. Năm 3 thì Vũ đi Philippines. Năm vừa rồi là đầu trước Tết thì có Vũ có đi là Virginia, Hoa Kỳ. Nghĩa là đã có đi ra khỏi biên giới Việt Nam để cùng đến với những nền văn hóa khác để trau dồi cái học thức của mình rồi. Là một chàng trai thú vị, chắc chắn là bên nhà gái sẽ có nhiều câu hỏi lắm đây. Dạ xin mời ạ. Tôi muốn hỏi thăm con trai của nhà họ trai đó là học hành thì đã được rồi. Rồi thí dụ như là ở nhà được mấy anh em? Thưa chị, ở nhà hiện nay có hai cháu trai. Thế Vũ là trai lớn, năm nay 22 tuổi. Dạ, xin thưa bác, con muốn hỏi một câu hỏi là bác có bao giờ quan trọng về việc là con trai của bác sẽ ít tuổi nhiều hơn so với con dâu không ạ? Cái này hấp dẫn đấy. Thật ra thì mình ở cái thế hệ này nữa, mình không còn như thế hệ xưa kia nữa. Thì chuyện tình yêu, chuyện tình cảm thật ra là không phân biệt tuổi tác. Miễn sao là hai cái tần số tình yêu hòa nhập vào với nhau là ok. Nghĩa là mình chấp nhận. Chấp nhận. Đặc dạ biệt là nếu con mình tìm được hạnh phúc thì mình sẵn sàng vui mừng chứ tại sao phải cấm đoán. Vâng, vỗ tay vì điều đó. Vâng. Thì bây giờ con xin hỏi cô Hồng Điệp ạ. Cô có một cái từ khóa nào ấn tượng đặc biệt hoặc là ý nghĩa để nói về con của mình không ạ? Có một cái từ khóa để nói lên cái tính cách của con cô đó là ấm. 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 Ồ dạ. Ấm nha, ấm nha. Ấm áp, ấm lòng, ấm êm. Ấm ấm. Cậu ấm. Cậu ấm. Em là cô Chiêu đúng không? Cái ấm ở đây là trái tim ấm áp. Dạ. Yeah. Wow. Linh Trang nghĩ như thế nào về một chàng trai có trái tim ấm áp? Thật ra thì cô vừa nói là trái tim ấm áp là em nghe đã chạm đến trái tim của em rồi. Thật sự. Chỉ là một bằng từ khóa thôi đó ha. Là chạm ngay đến trái tim của em. Cái công phá kinh khủng khiếp. Nhà gái xin tìm hiểu sâu hơn tí xíu. Là nhà chị được mấy cậu trai. Rồi cậu trai của chị đang làm gì? Gia đình tôi thì có hai anh em. Minh thì đi hát, làm ca sĩ tự do, hát ở những sự kiện, coi như là cũng tự làm ra tiền á. Dạ cô cho con hỏi thêm trong câu hỏi đó là nhà có hai anh em thì Minh là anh hay là em ạ? Minh là anh. Anh cả. Anh cả. Nếu mà là trai trưởng trong nhà thì hơi có vấn đề áp lực. Tại vì sao mẹ cảm thấy áp lực như vậy? Tại lúc trước là gia đình của mẹ Trang có gia đình, nó thấy
làm con trai trong nhà áp lực, rồi ảnh hưởng tới gia đình, tới vợ con. Thành ra bây giờ mà nghe nói nhà con trai trưởng hoặc là nhà con trai không là thấy áp lực quá. Áp lực quá. Và bây giờ sẽ là từ khóa từ gia đình số 4. Mời cô Kim Liên ạ. Từ khóa dành cho con của cô là từ nhộn. Nhộn nhịp, vui nhộn. Vậy là các bạn này là tưng bừng khoa lá. Nói chung là kiểu như vậy. Đúng không? Đúng. Nói cái từ này là mình thấy một con người rất là hoạt bát. Kiểu gì? Các bạn này cứ là gân gân gỗ gỗ. Năng động. Em thích một chàng trai năng động hay là chàng trai trầm tính hơn? Nói chung là năng động thì có thể là làm cho em có nhiều năng lượng tích cực hơn. Em cũng vẫn thích. Dạ, mẹ giải thích về từ nhộn đi ạ. Con trai của mẹ tên là Bình Minh, rất là lạnh lùng, ít nói. Nên mẹ muốn chọn cái từ nhộn ở đây là muốn cho Bình Minh thay đổi, muốn cho nhộn nhịp vui lên tí xíu. Hay da. Mẹ ơi, mẹ bẻ lái mà không ai đoán được luôn á. Thiệt. Mẹ ơi, mẹ đang rất là mong muốn con trai của mẹ sẽ nhộn nhịp hơn, vui tươi hơn. Vậy thì chắc chắn là mẹ muốn người con dâu của mẹ sẽ là người mà góp cái điều này cho người con trai của mình, có đúng không ạ? Nếu mà con dâu mà vui nhộn tí xíu thì rất là vui. Dạ. Gia đình nó lại đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn. Thế thì con phải nói trước với mẹ như thế này, Linh Trang khá là vui nhộn. Vậy thì nếu như khi Linh Trang về, Linh Trang làm con trai của mẹ từ một người lạnh lùng, không hay nói, không hay cười, mà cuối cùng thay đổi trở thành một người vui nhộn, vui tươi và yêu Linh Trang rất nhiều, thì mẹ có thuộc tiếp là người mẹ chồng mà ghen với con dâu không ạ? Không bao giờ. Mẹ rất là thích, rất là mong ước được là có con dâu vui nhộn, con trai mình cũng thay đổi. Đó là điều gì mong muốn hơn. Rất là mong, còn mong ước có nhiều cháu chắc hơn nữa. Cô ơi, con trai cô hiện giờ đang làm công việc như thế nào? Và bạn đã và đang tiếp xúc với môi trường như thế nào mà tính bạn lại trầm tính như vậy ạ? Con trai Bình Minh của cô là đang làm diễn viên. Dạ. Còn có nghề tay trái là có mở một quán cà phê. Dạ. Bốn gia đình đã đưa ra bốn từ khóa của mình. Bây giờ là thời khắc cực kỳ quan trọng. Gia đình nhà gái hãy cho chúng tôi biết gia đình mà quý vị rất tiếc phải dừng cuộc chơi ngay tại vòng 1 này là gia đình số mấy? Dạ, là gia đình số 3. Đó là gia đình của mẹ Nguyễn Hồng Điệp và con là Nguyễn Văn Minh. Lý do tại sao thưa hội đồng nhà gái? Thì lý do là thấy không có hợp với con gái của tôi là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là nhà có hai con trai, thành ra tôi thấy áp lực lắm. Dạ. Và có một nhà cũng con trai cả, xong lỗi con trai cả bên đây. Điều khác biệt đó là con trai cả bên kia khác ngành nghề với ngành nghề mà Trang đang có. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng chào đón Nguyễn Văn Minh tại sân khấu của Cho Phép Được Yêu. Xin mời. Lý do nhà gái lựa chọn loại mình, một phần đến từ mình có yếu tố con trưởng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chắc bạn cũng đã nghe rồi. Vậy thì bạn có đồng ý hay là không đồng ý ở điểm nào? Thì mỗi gia đình cũng có một cách chọn con rể riêng cho cái của mình. Nên mình cũng không có trách được. Ví dụ như cái vụ mà con trưởng gì á, thì đó mình cũng thấy cũng không hợp lý. Tại vì nếu mà tình yêu mà yêu nhau thật sự á, thì sẽ không có cái vụ mà con trưởng gì áp lực gì hết á. Chỉ cần mà hai đứa yêu nhau là mình sống được với nhau thôi. Chứ bây giờ mình cứ lựa chọn mãi thì rốt cuộc cũng không có lựa, cũng như ý mình. Quan điểm là như vậy. Nói chung là em thì quan điểm của em là em
cũng hơi trái với mẹ chút xíu. Đó. Em không có quan trọng là con trai trưởng hay như thế nào. Nhưng mà cái vòng này bắt buộc là gia đình phải loại. Cho nên em cũng theo ý kiến của gia đình, anh đừng buồn. Hy vọng là anh sẽ có cơ hội được gặp gỡ những người con gái khác có duyên hơn. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn mẹ đã đến với chương trình. Thật sự cảm ơn tay để gửi lời chào đến gia đình. Sao khó qua đi, con gia đình đều muốn kết duyên. Phải lựa chọn làm sao đây, cho phép được yêu. Vậy là Văn Minh thật không may mắn khi phải ra về sớm do không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình Thùy Trang. Trong ba chàng trai còn lại, liệu ai sẽ chiếm được cảm tình từ gia đình nhà gái? Hãy đến với vòng thứ hai ngay bây giờ. Và bây giờ không chần chừ nữa, chúng ta cùng hướng mắt về màn hình để xem đoạn video clip đầu tiên. Xin mời. Vĩ năm nay được 19 tuổi, hiện còn đang học đại học năm thứ hai, trường đại học sân khấu bên ngành ca kịch cải lương. Cháu Vĩ ham mê về nghề cải lương là vì ba của cháu cũng là nghệ sĩ, nên thành ra cái niềm đam mê của Vĩ là từ lúc nhỏ, nên hiện giờ cháu mới theo đuổi nghề này. Và cháu còn muốn là học xong ngành này, cháu sẽ học qua thêm ngành là điện ảnh kịch nói nữa. Mình bồn ba con biết đi nơi nào cha ơi. Bây giờ ba cháu không còn, nên bây giờ cháu Vĩ nào cũng cố gắng học tập, rồi cũng cố gắng siêng năng này kia để phấn đấu, học hỏi cô chú anh chị để tiếp tục trên con đường nghệ thuật của ba cháu. Cháu tánh tình rất là vui vẻ, rất là hoạt bát, cũng hiền nữa. Vĩ thì rất là đam mê đá banh, là thích hoạt động này kia đồ. Ở nhà mà bạn bè mà rủ đi đá banh là Vĩ lẹ lắm, Vĩ thích lắm. Tại vì từ lúc nhỏ nè ha, mà ba mà mỗi lần mà đi đá banh là Vĩ rất là vui chạy theo ba đi đá banh. Cải lương câu ngắn câu dài, sao chưa Vĩ nhà mẹ bây giờ mới tìm thấy được con. Nhà gái xin chào nhà trai. Lúc nãy tới giờ thì em cũng nghe chị với hai chị em mình trò chuyện rồi. Yeah. Thì ý em muốn hỏi con trai chị thì năm nay mới 19 tuổi hà. Yeah. Con gái của em thì đã lớn tuổi hơn con của chị hơi nhiều, là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, đường con của chị còn đi xa quá. Thí dụ như hai đứa mà lỡ mà cho phép được yêu đó, hợp với nhau rồi, chị có sợ là bị không có suôn sẻ trên con đường học hành của con trai chị không? Dạ, thì Vĩ với Linh Trang, nếu dạ, mà có duyên thấy mà hợp thì cái chuyện tình cảm thì do trời sắp đặt thôi. Bây giờ hãy theo dõi và hướng mắt lên màn hình để xem ba Thanh Hồng sẽ giới thiệu thêm gì về con trai Phạm Thế Vũ của mình. Xin mời. Wow. Có gen ha. Tôi là phụ huynh của Lê Phạm Thế Vũ. Bạn Thế Vũ hiện nay là 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của ngành ngôn ngữ Anh, Đại học FPT, Thành phố Hồ Chí Minh. Thế Vũ là một chàng trai rất là khỏe mạnh, chiều cao khoảng 1m78. Hiện nay Thế Vũ ngoài giờ đi học ra, Thế Vũ còn làm thêm nghề phụ là nghệ sĩ siếc thăng bằng bằng tay và giảng dạy thăng bằng tay cho các anh chị học yoga. Thế Vũ rất là đam mê thể thao. Thế Vũ đạt rất nhiều thành tích trong hoạt động thể thao cũng như văn hóa nghệ thuật. Thế Vũ đã từng là vô địch yoga Việt Nam năm 2018 và đặc biệt được ban tổ chức Asia Got Talent phỏng vấn trực tiếp trên mạng và mời Thế Vũ qua tham dự tại Singapore. Thật sự mà nói, Vũ chưa có một mối tình nào hết. Thế Vũ tập trung nhiều vào cho việc học và biểu diễn, thành ra không có thời gian để yêu đương. Bản tính của Thế Vũ rất là trung thực và rất là trung thủy. Nếu Thế Vũ mà có bạn gái,
thì theo chú nghĩ Thế Vũ rất là yêu quý và chắc chắn sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con gái. Con gái à, cuộc đời không như một bộ phim, để được nhiều lần gặp gỡ, để duyên chúng con không bị lỡ, con hãy đồng ý làm nữ chính trong cuộc đời Thế Vũ con gái nhé. Con muốn hỏi họ nhà trai như thế này, chị Linh Trang cũng là một người mà cái nghề nghiệp của chị cũng đi lại rất là nhiều, và con thấy rằng cái sự nghiệp của con trai của bố bên nhà trai cũng đi lại rất là nhiều. Vậy bố có suy nghĩ gì nếu như mà cả hai người cùng tìm hiểu và cái công việc và sự nghiệp của cả hai đều như vậy, thì bố có suy nghĩ sốt ruột hay là lo lắng về cái sự hòa hợp sẽ không có trùng khớp được không ạ? Thì về vấn đề này, thật ra bây giờ với tuổi trẻ thì các cháu nếu mà hợp ý thì các cháu sẽ tự sắp xếp công việc của mình được. Chứ thật ra mình phụ huynh, mình người lớn, mình can thiệp sâu vào cái chuyện tình cảm của tuổi trẻ thì rất là vô lý. Video thì che mặt, thế như con trai của bố thì bố nhìn Linh Trang nhà con thì bố thấy rằng là có xứng đôi vừa lứa không ạ? Cái này là chú hiếm khi khen con gái, mà đặc biệt trên sóng truyền hình là càng không khen. Nhưng mà chú phải thừa nhận là cô bé quá dễ thương, quá xinh xắn, tuyệt vời. Cảm ơn chú. Mà đặc biệt Thế Vũ hiện nay được mệnh danh là hoàng tử thăng bằng tay nghệ thuật. Thì nếu mà hoàng tử mà rước công chúa về thì thôi là một cặp bạch mã, một cặp tiên đồng phụ nữ. Rất là thú vị thưa quý vị. Và bây giờ xin mời mẹ Kim Liên sẽ giới thiệu thêm về con mình qua đoạn video clip sau đây. Mình cháu năm nay 22 tuổi. Cháu làm nghề diễn viên và thường đóng kịch từ nhỏ, thì cháu học hành rất là siêng năng. Ước mơ của cháu là muốn sẽ làm một người diễn viên nổi tiếng. Những lúc học xong thì cháu thường tự mình hóa thân và tập diễn những cái vai mà cháu thích. Bình Minh thì nó có cái dáng rất là cao, gương mặt thì rất là điểm trai, nhìn rất là phong độ nha. Bình Minh có cái tính là ít nói, hơi lạnh lùng một tí, nhưng thật ra cháu rất là hiền lành và ngoan lắm, rất là thật thà nữa, luôn luôn nghe lời mẹ, nghe lời anh chị trong nhà. Trước kia thì Bình Minh có một mối tình rất là đẹp, nhưng mà bạn gái đã đi theo gia đình đi đến nước ngoài, vì vậy mà đã chia tay. Là phụ nữ không cần đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nguyện nghiêng về mình suốt đời là đủ rồi con. Chị con có đồng ý cho Bình Minh nguyện nghiêng về mình suốt đời không con? Rồi. Hồi nãy thì cô nói là bạn lạnh lùng, nhưng mà sau cái đoạn clip thì con không thấy bạn lạnh lùng, con thấy bạn rất là điềm ảnh. Nhưng về mặt điềm ảnh thì con lại thấy rất là hợp với cô bạn của con. Nhưng mà con có một điều này muốn hỏi với cô nha. Nếu như hai bạn được đến và tìm hiểu với nhau, thì trong trường hợp hai bạn có cãi vã hay mâu thuẫn, cô là người ở giữa, thì cô sẽ xử trí như thế nào? Nếu như Trang đã là bạn gái, là dâu của cô rồi, mà lỡ mà với con trai của cô mà có gây gổ hay là có những điều xích mích không tốt thì cô là người sẽ là hòa giải để suy nghĩ coi cái nào đúng, cái nào sai và mới quyết định được, chứ không thể nào mà nóng giận hay là gấp quá thì nó sẽ hư bột hư đường hết. Dạ. Cô cho hỏi tí xíu, trong cái quan điểm của cô để giải quyết những mâu thuẫn thì cô là người luôn muốn mọi thứ giảng hòa, vĩ hòa, vi quý, hay là cô luôn muốn tìm ra những điểm sai để giải quyết và khắc phục nó, có nghĩa là làm cho đến chuyện luôn á? Theo cô thì cô không có bên con của mình. Cô chỉ nhìn nhận cái sự thật đúng, mình nhìn thấy cái nào đúng là mình giải quyết thôi. Dạ, có nghĩa là cô sẽ phân tích bóc tách vấn đề ai đúng ai sai thì cô cũng sẽ nói thẳng ra vậy đúng không? Nhưng mà vậy thì con có một điều như thế này nha. Con không chắc được lúc nào bạn con cũng sẽ đúng. Nhưng khi mà bạn con, nếu như là dâu của cô, ở gần với gia đình của cô, thì khi mà bạn con phạm phải những cái lỗi sai mà bị người khác nói về điều đó một cách quá bộc trực,
thì đôi khi con sợ người bạn con sẽ tổn thương khá là nhiều. Thì nếu như trong trường hợp đó, con mong cô có thể tình cảm hơn để chia sẻ những cái vấn đề cô nha. Con cảm ơn cô. Dạ. Rất tuyệt vời. Thưa quý vị, ba đoạn video clip đã cho thấy thêm những thông tin còn trống. Vậy thì bây giờ, gia đình nhà gái hãy cho chúng tôi biết gia đình mà quý vị buộc rất tiếc dừng lại tại đây là gia đình số mấy? Là gia đình số 1. Tự là gia đình số 1. Mẹ Lệ Thủy và con Chiêu Vĩ ạ. Còn nhỏ tuổi quá, trên lệch với Linh Trang nhiều quá. Ta thấy không có được. Dạ. Yeah. Mẹ Đào thấy không được. Dạ. Yeah. Dạ. Còn mẹ thấy sao ạ? Bây giờ bị loại rồi. Thì nếu mà Đào thấy Dĩ với Trang thì trên lệch tuổi tuổi hả? Tuổi còn nhỏ quá không được. Thì nếu không được duyên nợ thành thành bạn. Kết thành nếu mà duyên nợ không được thành vợ chồng thì xin mẹ Đào cho Dĩ với Trang được kết kết nghĩa là bạn bè. Dạ. Là trên tình bạn. Dạ. Đó, cho Dĩ được qua lại với Trang. Dạ, chứ mẹ Thủy không có buồn hả mẹ Thủy? Buồn á thì cũng rất tiếc nè. Trang rất là dễ thương nè. Mà nhìn dạ, nếu mà đúng. Nhìn Dĩ với Trang á, hai người mà hạp vô cái là tánh tình rất là dễ thương vui vẻ nữa. Dạ. Mà tuổi tác nó trên lệch quá. Dạ. 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 Ngay bây giờ, như vậy thì sẽ mời Chiêu Vĩ xuất hiện tại sân khấu xem mẹ Đào có hối tiếc hay không. Hãy cùng chờ đón Chiêu Vĩ. Xin mời. Yeah. Em ơi. Dạ. Bị loại rồi. Năm nay là mình tròn 20 hả? Dạ, năm nay em 19. Ha? 19 thôi hả? Dạ, mới 19. Sao đứng xa nhau vậy? Hay là em sợ chị? Em thấy người đẹp Linh Trang như thế nào? Có phải gu em không? Dạ, cũng phải. Cũng phải gu em luôn à? Bây giờ có lẽ lựa chọn thì cũng đã lựa chọn rồi. Trước khi mà Vĩ chia tay khán giả, ca câu giọng cổ tặng khán giả được không nè? Dạ, em sợ em ca xong chị Trang ngủ luôn mất công. Không sao đâu. Không sao đâu. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Cảm ơn rất nhiều, xin chúc hai mẹ con gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc và thuận lợi trong cuộc sống. Và đặc biệt là em sẽ học hành thành tài, nối nghiệp của cha nha. Hẹn gặp lại ở những chương trình khác nhé. Hẹn gặp lại hai mẹ con à. Sao khó qua đi, có gia đình đều muốn kết duyên, phải lựa chọn làm sao đây? Cho phép được yêu. Vậy là Lương Vĩ, chàng nghệ sĩ cải lương đã bị loại khỏi cuộc chơi vì còn quá nhỏ tuổi so với Thùy Trang. Chặng đua nước rút còn lại sẽ là sự tranh đấu quyết liệt giữa Thế Vũ và Bình Minh. Liệu hạnh phúc đích thực của Thùy Trang sẽ là ai? Hãy đến với vòng cuối cùng ngay bây giờ. Và bây giờ sẽ là màn lộ diện của bạn Phạm Thế Vũ. Xin mời. Biểu diễn luôn.
Thưa quý vị, nôm na trong thể thao, nếu mà chúng ta chơi thể thao bình thường thì gọi là vận động thể thao cho khỏe. Nhưng mà thể thao thành tích cao thì cần phải cường độ tập luyện được gia tăng đến mức cực đỉnh. Thì đây cũng là một trong những dạng trình diễn đạt đến mức cực đỉnh của sự cân bằng, tạo thế cân bằng ở trên không và chịu áp lực bằng đôi tay, chứng tỏ rằng là một diễn viên có nghề và chuyên nghiệp. Không biết là diễn viên chuyên nghiệp tỏ tình sao? Đó giờ. Người ta chưa bao giờ yêu đó nha. Để coi coi 3 phút này Vũ sẽ tận dụng như thế nào. Hai bạn đối mặt lại với nhau, 3 phút dành cho Vũ và Trang bắt đầu. Xin chào Trang, thì hôm nay thì Vũ rất là vui và hạnh phúc khi mà được có duyên trong chương trình này, được gặp gỡ Trang đúng ở ngay cái số này. Thì Vũ rất là trân trọng cái điều đó. Và đặc biệt Trang là một người phụ nữ vừa đẹp vừa có tài nữa và rất là thành công trong sự nghiệp. Thì Vũ cũng cảm thấy mình là một người rất là phấn đấu ở trong sự nghiệp, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thì chắc chắn Vũ sẽ là điểm tựa rất là vững chãi cho Trang và sẽ không bao giờ phải làm Trang thất vọng, để mà củng cố cho sự nghiệp của Trang ở phía trước cùng với gia đình. Trang chỉ muốn hỏi Vũ là Vũ có sẵn sàng để yêu chưa? Dạ, chắc chắn đến với chương trình này và gặp Trang là sẵn sàng rồi. Yeah. Trang cũng có thêm một câu hỏi nữa là Vũ chưa có người yêu và cũng chưa yêu lần nào, đúng không? Dạ đúng. Vũ có ngại cái chuyện mà Trang sẽ lớn tuổi hơn Vũ, có những cái quan điểm của Trang có thể là chưa phù hợp với Vũ, thì Vũ có thể, Vũ có nghĩ là Vũ sẽ cân đối được hoặc là chiều theo ý Trang, hay là Vũ vẫn giữ vững cái quan điểm của Vũ? Thì nếu như mà đã chấp nhận yêu nhau thì hai con tim và cái tần số chúng ta đã thuộc về nhau và nó hòa quyện cùng nhau rồi, thì chắc chắn hai chúng ta sẽ nghĩ được cái cách cân bằng như thế nào để mà cho nó tốt nhất ý kiến của cả hai người. Và trước hết, Vũ luôn luôn trân trọng từng ý kiến và từng quyết định của Trang 100%. Thêm một câu nữa, Vũ có chịu được áp lực là khi mà bạn bè Vũ hỏi là mày quen cái chị đó lớn tuổi hơn mày mà chị đó lại là hoa hậu, Vũ có chịu được áp lực? Vũ tự hào về điều đó đúng không các bạn? Quá tự hào về đó, một người phụ nữ vừa đẹp vừa có tài vừa thành công. Cho phép được yêu. Và bây giờ không chờ đợi gì nữa, hãy chào đón Bình Minh tại sân khấu Cho phép được yêu. Xin mời. Rồi em đứng đây, thời gian 3 phút dành cho hai bạn tâm sự và trò chuyện với nhau. 3 phút bắt đầu. Mình thì không có tài lẻ hay là không có gì nhiều, có tấm lòng. Và mối tình của Trang cũng giống như mối tình của mình cách đây mấy năm trước, thì bạn đó cũng đi nước ngoài. Mình cũng hiểu được một phần nào đó của Trang. Mình chia tay cái mối tình đó được bao lâu rồi? Cách đây 2 năm. 2 năm? Dạ. Bây giờ Minh còn buồn không? Hay là Minh đã sẵn sàng với lại chuyện tình mới chưa? Dạ, đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng? Dạ. Có thật sự là sẵn sàng không? Dạ có. Tại vì tình cảm á, khi mà mình nói muốn quên là quên, nó không phải là quên được. Ngay cả bản thân Trang bây giờ, Trang nói là Trang quên cái người kia thật sự 100% thì không phải, không có. Cho nên Trang muốn, nếu như mà Minh xác định nghiêm túc với một tình cảm mới thì hãy suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật kỹ. Mình suy nghĩ rất là kỹ rồi mới tham gia chương trình này. Ok Minh. Cho phép được yêu. Thưa quý vị, đây là vòng cuối cùng, cũng là vòng quyết định để xem hai nhà trai của chúng ta, nhà trai nào chiếm được nhiều cảm tình của nhà gái hơn. Vậy thì còn chờ gì nữa, hãy cùng chào đón báu vật của gia đình đầu tiên. Xin mời lên sân khấu. Cho phép được yêu. Let's go. Báo vật gì mà nặng vậy không biết nha. Anh Hiếu sờ giùm em coi cái đó, nó có cứng không vậy? Có phải là cục tạ không vậy? Nó nhấp nhô, hai bên nhấp nhô rất cứng và nặng.
Trang hay quá à. Đoán được luôn. Kính thưa nhà gái và đặc biệt là cháu gái, vì cháu gái quá đẹp quá xinh, Thế Vũ thì lại có sức khỏe, hàng ngày tập luyện cái tạ, thì thật ra thì Thế Vũ đủ sức để có sức khỏe bảo vệ con, thậm chí là Thế Vũ sẽ cõng con đi suốt cuộc đời. Đó là món báu vật của gia đình nhà trai, thì được sức mạnh, và đặc biệt hơn của cái từ sức mạnh đó chính là sức khỏe. Mà con người của chúng ta dù cho làm bất cứ điều gì hay chúng ta mưu cầu bất cứ điều gì thì cũng chỉ quay về chữ sức khỏe mà thôi. Cho nên có sức khỏe là có tất cả. Một ý nghĩa rất là tuyệt vời để dành cho nhà gái. Vậy thì liệu rằng mẹ Kim Liên và Bình Minh có bỏ qua chăng? Hãy đến với báu vật của mẹ Kim Liên. Nó rất là giòn và cứng một khúc vậy. Không phải chai. Mày lớn. Không, đúng rồi, giống cái chai thiệt. Cái bia. Cứng càng về sau nó càng to. Nghĩa là nó nhọn đầu. Cái chai cắn bánh. Ơi, à, em nhìn giống cái gì mình chơi bowling của ta. À, nó lành lạnh. Anh coi lạnh lạnh hả? Cái càng cái chất liệu của nó làm rồi. Cho nó lành lạnh. Hay là cái lắc cà phê nhở? Bạn này là chủ quán cà phê mà. Chai cà phê. Hey. Đây là cái bình giữ nhiệt đựng những giọt cà phê. Từ ngày những ngày đầu Minh đã mở quán bán cà phê. Đây là kỷ vật của gia đình nhà mình. Vậy thì thông điệp thông qua kỷ vật này là gì ạ? Là bình giữ nhiệt thì mình muốn nói lên là giữa Lê Linh Trang và Bình Minh, mà nếu mà hai người mà sau này đã là bạn thì sẽ có những giọt nước ấm áp, an lạc, hạnh phúc. Vâng, khá là thú vị. Cho phép được yêu. Và bây giờ hai gia đình nhà trai sẽ giáp đấu với nhau để chúng ta cùng đưa ra quan điểm tranh luận để trả lời cho câu hỏi vì sao không nên chọn gia đình bên kia. Màn giáp đấu bắt đầu. Xin thưa là với nhà gái, với cháu trai bên đây, với thể hình của cháu như vậy thì khó mà bảo vệ được một cô bé. Cái người đàn ông trong gia đình đó thì rất là cần phải có sức khỏe. Có những cái á, mình nói về cái đầu óc, nói về cái sự thông minh, lanh lợi, chứ không phải là vì cái sức khỏe. Con em, dù là nó nhỏ con thật, nhưng cái sự điềm tĩnh nó sẽ giải quyết được mọi chuyện. Bình tĩnh sẽ giải quyết được mọi chuyện, chứ không phải vì sức khỏe. Đó là lời hứa lời nói thôi, đâu có gì đó chứng minh. Chứng minh là đây nè, đó, nhân vật sống nè, thực tế nè, đúng không? Nếu mà anh nói con anh mạnh khỏe, che chở được cho Linh Trang, thì hả, con của tôi nó cũng đâu có phải là vừa, nó cũng to cao, nó cũng có thể che chở được cho Linh Trang mà. Còn nếu như bên nhà trai của anh á, suốt ngày chỉ lo tập thể hình, lo cho thân hình mình đẹp mạnh mẽ lên, thì làm sao có thời gian để mà săn sóc hay là đón đưa Linh Trang được, đúng không? Như ở đây tất cả nãy giờ cũng đã thấy, Thế Vũ đâu phải thì chỉ tiện chỉ là phải ô thịt bắp. Sử dụng hiện nay là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, là thông dịch viên hoặc là một giảng viên tiếng Anh, biết bao nhiêu công ty, biết bao nhiêu trường học giữ vô lại làm giảng viên. Thì về kinh tế thì chắc chắn là không có vấn đề. Thì kinh tế bên nhà anh á, thì cũng không có vấn đề. Nhưng bên kinh tế bên nhà tôi thì cũng không có vấn đề gì. Có thể nuôi, lo, săn sóc, lo lắng cho Linh Trang được. Mà một cái điều đặc biệt nữa là cháu ở đây cũng là diễn viên, cháu này cũng là diễn viên. Hai người cùng nghề với nhau, thường chọi nhau, dễ thường xảy ra thích mít. Không phải, anh nói vậy là sai rồi. Nếu đã là cùng nghề với nhau á, đi về đúng giờ, đưa đón với nhau, hiểu với nhau, thì không có thể nào mà hả có thể ghen tuông hay là một cái chuyện gì xảy ra hết. Bây giờ đặc biệt nè, khi bạn này là diễn viên, bạn này đóng một số phim có những cảnh nóng, thì liệu bạn này có chấp nhận hay không? Đã là diễn viên thì luôn luôn đồng ý và ủng hộ. Ngược lại, theo như tôi biết, dân thể thao thường sống rất vui vẻ và vô tư và rất là cao thượng, thì Thế Vũ của tôi càng phù hợp với lại
bé ở đây. Người dân thể thao là thường hay nóng tính lắm. Không biết là Linh Trang có chịu được đựng được cái sự đó không? Chị quên một điều là ở đây á, là huấn luyện viên rồi, đẳng cấp cao rồi, người ta qua trường lớp rồi. Người ta đã là giảng dạy. Giảng dạy có phương pháp thì không thể nào có chuyện nóng tính nữa hết. Huấn luyện viên thì thường hả tiếp xúc nhiều với bạn gái. Thì lỡ mà bạn Linh Trang có sự hiểu lầm thì sao? Đã mang tiếng thầy thì thầy đã thầy rồi đã trò. Thì càng khẳng định một điều là không thể có chuyện lợi dụng. Theo cái góc nhìn của con và cái kinh nghiệm của con thì bạn chàng trai gia đình số 4, chị nhìn thấy ở gia đình em là một người mẹ rất là yêu con, thương con và bảo vệ con. Và mẹ rất là tuyệt vời. Nếu như để nói mẹ là một người mẹ chồng tốt thì chị khẳng định mẹ là một người mẹ chồng rất tốt. Tuy nhiên có một điều mà chị trăn trở và con trăn trở ở chàng trai này, đó là em và chị Linh Trang đều đã có một cái mối tình. Em thì mối tình đầu, chị Linh Trang thì cũng như vậy. Và cái thời gian mà hai người sau khi đã chia tay mối tình đó đều có một cái quãng thời gian khá dài không đến với ai cả. Chính vì vậy mà không biết được rằng hai người có thể đồng cảm được với nhau và có thể bao dung quá khứ và đến với nhau được hay không. Và bên cạnh đó chị nhớ rằng em là một người lạnh lùng, đó, ít nói và ít tuổi hơn cả chị Trang nữa. Thì chị cũng theo cái kinh nghiệm của bản thân ấy, thì chị nhìn nhận rằng là em cũng sẽ có thể trở thành một người đàn ông tuyệt vời. Tuy nhiên với cái lứa tuổi của em hiện tại và với chị Trang và với cái nhịp độ của hai người thì chị chắc chắn rằng là em và chị ấy sẽ khó để có thể đồng điệu sớm. Chị chỉ nói là khó đồng điệu sớm. Còn đối với lại chàng trai bên này, chị quan sát Vũ rất là kỹ. Với kinh nghiệm của chị nhìn đàn ông ấy thì chị thấy Vũ là một người đàn ông tuyệt vời. Vì sao? Vì để có thể rèn luyện được một cái nghề nghiệp của em ấy thì em không phải là một người nóng tính. Em đã rèn luyện được cái bản thân của mình cực kỳ là nhẫn rồi thì em mới có thể đi được theo cái con đường này. Và chị nhìn thấy em không phải là do cái nghề mà em đang theo, mà đâu đó cái phong thái của em với cái lứa tuổi của em ấy thể hiện ra thực sự rất là đàn ông. Chị phải chia sẻ. Và từng cái ngôn từ mà em nói chuyện ấy, chị cảm thấy em là một người đàn ông vững chắc để có thể cho một người phụ nữ dựa vào. Vâng. Mít có một câu hỏi như thế này, các bạn trả lời ngắn gọn giúp Mít thôi nha. Dạ. Giữa cơ hội và bình yên, các bạn chọn điều gì? Vì sao? Em sẽ chọn bình yên. Nói em là một con người rất là bình, nói chung là rất là bình thường mà không có bon chen với ai hết. Em sẽ lựa chọn cơ hội. Bởi vì ngay từ khi ban đầu chúng ta sinh ra là chúng ta đã được trao cho cơ hội để sống rồi. Vậy thì không có cái lý do gì để mà trong suốt quãng đời của chúng ta và suốt quãng đời của Trang lẫn em, nếu mà có cơ hội thì tất nhiên hai đứa em sẽ giành lấy và tiến xa hơn nữa với cái tài năng và sắc đẹp của hai đứa em, trai tài gái sắc. Cảm ơn mẹ. Hai bạn rất là tuyệt vời. Bạn chọn bình yên cũng rất tuyệt vời, không vấn đề gì cả, bởi vì đó là cái góc nhìn của mỗi người. Còn đối với Vũ, Vũ chọn cơ hội, nhưng câu trả lời của em rất hay là cả hai nếu có cơ hội cùng nhau đến với cơ hội. Thì cái từ cùng nhau của em nó khiến cho chị cảm thấy rất an toàn với một người phụ nữ. Cho phép được yêu. Kính thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng cho giờ phút lộ diện cuối cùng. Vậy thì mẹ Đào hãy cho chúng tôi biết giữa Thế Vũ và Bình Minh, cái tên nào là chàng trai mà gia đình cho phép được yêu? Bình Minh. Là Bình Minh, con của mẹ Kim Liên. Yeah. Ngay bây giờ đây, hãy xem phản ứng của Linh Trang như thế nào. Liệu rằng Linh Trang có đi vào trong để cùng chàng trai này bước ra sân khấu hay không? Suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta cùng đếm to nào. 1 2 3. Hết sức bất ngờ. Yeah. Bình Minh, em có nghĩ rằng Linh Trang quay vào đón em không? Dạ, không. Tại vì sao? Dạ, tại vì em cảm thấy là em cũng, em tự cảm thấy mình thua anh Vũ rất là nhiều. Dạ, nhưng em quên mất một cô nàng showbiz thì thích chọn bình yên hơn là sóng gió. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Là một cô nàng showbiz
đã quá nổi tiếng trong showbiz, đạt được quá nhiều danh hiệu, thì thứ mà một cô nàng showbiz cần trong suốt bao nhiêu năm vừa qua mà cô tìm kiếm một tình yêu, cô đánh đổi thanh xuân của mình để tìm kiếm những tình yêu mà cô cho rằng đó là bến đổ, thì lần lượt hết bến này đổ tới bến khác đổ, thì đó chính là bình yên. Và vô tình chính câu hỏi của Mít Nguyễn nó khai phá ra một trong những cái lựa chọn của Linh Trang, Hiếu tin là nó đóng góp vào cái sự quyết định cuối cùng. Tại sao mẹ Đào lại chọn chàng trai này thưa mẹ Đào? Tại thấy Bình Minh nó diễn viên nè, hai đứa đồng nghề với nhau thì nó có thấu hiểu được nhau. Yeah. Với lại hai đứa đã có trải qua những cái ẩn khuất, hai đứa sẽ thông cảm được nhau. Thật sự ra Mít là người bỏ phiếu và khuyên mẹ chọn Bình Minh. Nhưng mà thật sự nói cho đúng là Minh cũng tự thấy là cái bản lĩnh ở Minh chưa có bằng bạn kia. Nhưng bản lĩnh có thể dùng thời gian và trải nghiệm để có được. Mong là Bình Minh sẽ mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và có cho mình nhiều trải nghiệm hơn nữa. Bởi thật sự nói thật nha, hôm nay là đang dưới trung bình đó. Mít khó tính nhưng mà Mít nhìn nhận con đường xa cho người bạn của mình. Và bên cạnh đó thì chị nghĩ rằng tất cả những gì chị nói ngày hôm nay nó sẽ là một cái kinh nghiệm cho em, và cũng như là một sự thử thách dành cho em có vượt qua được hay không, và có nắm được tay cô hoa hậu để đi chọn cuộc đời hay không ấy, thì đó thuộc về quyền quyết định ở em. Dạ, hết sức là sâu sắc và tinh tế. Mình nói với Trang, từ giờ tới sau này mình sẽ cố gắng phát triển hết tất cả mọi thứ mình có để bảo vệ được cho Trang. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một cái kết đẹp ngày hôm nay, và cũng hợp lý thôi thưa quý vị. Khi mà chúng tôi trong showbiz á, cái việc mà chúng tôi mong muốn nhất là bình yên. Mặc dù vẫn tận dụng từng cơ hội đến với mình, nhưng đó là cơ hội nghề nghiệp. Nhưng còn tình yêu là một mảng trời riêng, là một khoảng trời mà chúng tôi cần quay về để nạp thêm năng lượng, thì điều mà chúng tôi cần là bình yên, chứ không phải là cùng đem cái tình yêu đó dệt thêm những cơ hội mới. Nó rất là chông chênh và rất là không an toàn. Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, Linh Trang cũng tìm được cơ hội để có thể cùng với Bình Minh đây ngắm bình minh ở một khoảng trời riêng dành cho hai người, và nó sẽ bình yên. Đừng quên đón theo dõi chương trình Cho Phép Được Yêu, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện, với khung giờ quen thuộc đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.